Ui các bạn ơi, ở dưới nước này nó có con gì ngoi lên này các bạn ơi. Ui hình như là con Godzilla hay sao, sao nhiều thế nhở, ba con liền. Ui đâu vẫn còn này, bốn con, năm con, sáu con. Nó rủ nhau đi đâu mà đông như này nhở. Ui hóa ra là nó rủ nhau ra để đuổi con khủng long ba sừng với cả con T-Rex này mọi người ơi. Sao đông thế. Ui một đàn luôn, ba con đen. Ui cái này chắc chắn là nó đến báo thù cho cái con Godzilla mà đợt trước bị thua rồi các bạn ạ. Ui đông thế này thì làm sao mà cái con khủng long T-Rex với cả con ba sừng đỡ được các bạn ơi. Ui khủng long ba sừng và T-Rex bị dồn vào góc tường rồi. Ui Godzilla nó bắn plasma kìa các bạn ơi. Wow đẹp thế. Màu đỏ, màu tím, màu xanh. Wow rất là đẹp luôn các bạn ạ. Ui bay mất rồi. Ui mấy con Godzilla này thật là lợi hại các bạn ạ. Ui chúng nó làm gì đây, lôi nhau ra đây để ăn mừng à? À đội này nó ăn mừng bằng cách nhảy các bạn ạ. Đó mà con King Kong nãy lúc chiến đấu có thấy đâu mà bây giờ nó ở đây nó góp vui à, chung vui cùng à. Lúc làm không thấy đâu mà đến lúc vui chơi thì có mặt nhanh thế. Bốn con Godzilla với cả một con King Kong. Ai à, nhảy rất là đẹp các bạn ạ. Quay được đấy. Ui các bạn ơi, ở gần nhà mình có một cái máy xúc này đang thi công công trình ở đây này. Mà sao ở ngay giữa đường có một con khủng long bạo chúa như thế mà chú ấy lại vẫn làm nhỉ, không sợ à nhỉ? Ui, nhìn ghê thế. Rất là to, to gần bằng cái máy xúc luôn các bạn ạ. Ui, nó đang làm gì đây? Ui, ngửi cái gì nhỉ? Các bạn ơi, đằng sau cái máy xúc kia có một đàn khủng long cổ dài kìa các bạn ơi. Khủng long ăn cỏ nhá. Ui một đàn luôn, chắc phải chục con các bạn ạ, rất là đông luôn. Ui các bạn ơi, ở đây mình có thấy hai con khủng long ăn thịt này, nó đang ở trong vườn mận nhà mình. Đấy các bạn có thấy vườn mận nhà mình đẹp không, lát nữa mình sẽ đến ghi hình gần cho các bạn xem hoa của cái mận nhá các bạn nhé. Đấy ui hai con khủng long nó đang canh gác cái vườn mận của nhà mình các bạn ạ. Đấy thì các bạn có thể thấy là hoa mận nó trắng xóa luôn, rất là đẹp. Bây giờ thì là đúng cái mùa nó nở hoa rồi các bạn ạ. Đấy thì 2 tuần trước thì nó vẫn còn toàn nụ thôi, mà đến 2 tuần sau này thì là nở rất là đều luôn. Cái này mà chụp ảnh tự sướng thì khỏi phải bàn luôn các bạn ạ. Đấy. Rồi chúng ta lại tiếp tục đi xem khủng long nha. Ui các bạn ơi, ở đây có 3 con khủng long này, một con khủng long ba sừng và 2 con khủng long nhỏ ăn thịt. Ui chúng nó đang ăn cỏ ở gốc mận nhà mình này. Hộ nhà mình dãy cỏ luôn các bạn ạ. Ui. Ui các bạn ơi, ở đây có một con khủng long bạo chúa này, nó đang đớp. Ui nó bắt được một con cừu các bạn ạ. Ui nuốt luôn. À chắc là cái máy xúc này đến đây để chiếm địa bàn của nó cho nên là nó rất là hung dữ luôn này. Nó đang bảo vệ lãnh thổ của nó đấy. Và đằng sau thì có một con khủng long ăn cỏ cổ dài. Ui các bạn ơi, quái vật Godzilla này. Ui nó đi qua nhà mình này các bạn ơi. Ui đằng sau có một con màu đen và một con khủng long T-Rex nữa các bạn ạ. Ui chúng ta đi qua đây để làm gì mà đông thế này. Ui một con màu đỏ nữa. Đằng sau ngôi nhà kia còn có một con khủng long bạo chúa. À đâu, một con khủng long cổ dài nữa. Một con khủng long ăn cỏ ấy các bạn ạ. Ui con Godzilla này đẹp thế. Ui còn có cả Godzilla robot luôn các bạn ạ. Ui hôm nay toàn quái vật lạ thôi. Ui có cả King Kong luôn. Rồi chúng nó lại đuổi nhau qua đây rồi. Ui mấy chú này làm ở đây mà quái vật to này không sợ à nhỉ? Nên là phải mình là mình chạy luôn rồi đấy. Ui chúng nó đuổi nhau ra đây rồi. Ui chắc là giao chiến ở đây các bạn ạ. Ui phun tia lửa xanh luôn các bạn ơi. Ui con King Kong cũng hay là đập bốc các bạn ạ. Được đấy. Đá. Ui bay mất rồi các bạn ạ. Ui các bạn ơi, ở đây có một con rồng bay này. Ui con đen xì luôn. Bay ra đây làm gì? Ui nó phun lửa rồi các bạn ơi. Ui nhìn ghê thế các bạn. Phun lửa tiếp này. Ơ sao tự nhiên lại có con khủng long ăn cỏ ở đây. Ui nó phun con khủng long ăn cỏ này các bạn ơi.
Ui, nhưng mà con khủng long ăn cỏ không không hề hớn gì luôn các bạn ạ. Ui. Ui các bạn ơi, khủng long đi qua nhà mình biết này. Ba con luôn. Ui, thêm cả một con khủng long bạo chúa các bạn ạ. Ui to thế. Con này chắc phải cao 5 mét. Rồi bây giờ chúng ta lại tiếp tục đi xuống dưới vườn để khám phá khủng long tiếp nhé các bạn nhé. Đấy. Ui các bạn ơi, phía trước mặt các bạn đây là một cái gia đình khủng long ba sừng này các bạn này. Ui, hai con nhỏ và một con lớn. Rất là đẹp. Gia đình khủng long rất là hạnh phúc các bạn ạ. Còn cái con này là bố của hai con khủng long nhỏ lúc đấy các bạn ạ. Ui con này dữ thế, nó đi gầm. Hình như nó muốn đuổi mình đi sao á. Mình ở đây nó sợ mình gặp hại con nó.